Thưa quý vị và các bạn, giúp những em bé tự kỷ tự tay làm ra chiếc bánh chưng xanh ngày Tết, đó là sáng kiến của câu lạc bộ thiện nguyện Bông Hồng Tím và câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang. Với chủ đề trải nghiệm bánh chưng xanh vì bạn nghèo, chương trình đã đem lại trải nghiệm thú vị, đem lại niềm vui cũng như niềm tin yêu cuộc sống cho những em bé vốn đã thiệt thòi. Thưa quý vị các bạn, Tết là đoàn viên, là sum vầy, là sự sẻ chia của người dân Việt Nam từ bao đời nay. Nhưng mà đối với những trẻ em thiếu may mắn, không may bị khuyết tật hay tự kỷ, thì cái việc tổ chức gói bánh chưng sớm đón Tết như thế này là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Vào những ngày áp Tết Nguyên Đán, được chứng kiến những em nhỏ háo hức đón Tết sớm, mới thấy được sự hào hứng chờ đón Tết cổ truyền của dân tộc một cách đúng nghĩa. Chương trình trải nghiệm bánh chưng xanh vì bạn nghèo được các bạn trong câu lạc bộ thiện nguyện Bông Hồng Tím tỉnh Bắc Giang và câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp tổ chức đã để lại dấu ấn tốt trong lòng mỗi người. Các em đã khi sinh ra thì may mắn hơn mình rồi, thì mình cố gắng tạo cho em không có không khí Tết và một niềm vui tươi để chuẩn bị đón Tết, giúp cho em có những gọi là lá lành đùm lá rách của người Việt Nam chúng ta ấy. Đấy thì bọn em muốn tạo không khí, mỗi năm sẽ tổ chức một lần. Tham dự chương trình có 24 trẻ em tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Happy House. Tại đây các em đã được tổ chức gói bánh chưng tập thể dưới sự hướng dẫn của các anh chị tình nguyện. Với những đứa trẻ kém may mắn tại đây, đó là món quà tinh thần vô giá dịp Tết cổ truyền đang đến gần. Hôm nay gói bánh chưng rất là vui à. Hôm nay con được gói bánh rất là vui. Để các em nhỏ được tự tay gói những chiếc bánh chưng, từ sáng sớm, các tình nguyện viên đã phải chuẩn bị thịt, lá dong, gạo, đỗ xanh, với mong muốn giúp các em hiểu ý nghĩa của bánh chưng là tượng trưng cho sự sum vầy, quây quần và mang đậm hơi thở của Tết cổ truyền. Sau cái mỗi lần như thế thì là các bạn ấy đều có những cái mức tiến bộ vượt bậc. Ví dụ như là các bạn ấy sẽ hiểu được rõ hơn, rồi có thể là nói chuyện được với trò chuyện được với gia đình cũng như là với mọi người xung quanh về các cái ý nghĩa của ngày này như thế nào. Hoạt động này thực sự đã trở thành một sân chơi bổ ích cho trẻ em kém may mắn, giúp trẻ nhận thức được giá trị truyền thống, gói bánh chưng mỗi khi Tết đến xuân về.